nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Trung thu năm 2020. Chương trình lễ hội Trung thu 2020 do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 28 tháng 9, tức là ngày 12 tháng 8 âm lịch, đến ngày 1 tháng 10, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, lễ hội Trung thu năm 2020 có nhiều hoạt động đặc sắc hướng về trẻ em như lễ hội rước đèn, múa lân sư tử, tổ chức biểu diễn và thi đấu trò chơi dân gian, viết thư pháp, vẽ tranh đồng hồ. Lễ hội còn có nhiều chương trình hấp dẫn, nhiều mini game hay còn gọi là trò chơi ngắn dành cho thiếu nhi như đón Tết Trung thu, vui rằm tháng 8. Điểm nổi bật là đêm hội rước đèn Trung thu lung linh sắc màu với sự tham dự của 400 người đến từ các quận huyện trường học của Hà Nội. Dự kiến đoàn sẽ rước khởi hành từ Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, qua phố Lê Đại Hành đến cuối phố Bà Triệu, Đại Cầu Việt, sau đó quay về Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Dẫn đầu đoàn rước là đoàn lân sư rồng và trống, đoàn rước đèn ông sao, sau đó là các đoàn đèn ông sao, đèn kéo quân nhỏ, đèn múa hát, đoàn võ thuật. Hoạt động là chương trình đặc biệt tôn vinh nét đẹp Trung thu truyền thống của người dân tộc Việt Nam, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều thiếu nhi tham dự. Không gian trò chơi tham gian mang đến với nhiều cảm xúc khi người xem giữa ngoài thế giới tuổi thơ, còn với mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn con thỏ, nặng thò he. Ban tổ chức xây dựng tổ hợp các trò chơi dân gian như bạch mắt, đập niêu, kéo co, rồng gắn lên mây và hướng dẫn cho các em tham gia vui chơi để tặng quà. Khu hội chợ Trung thu 2020 mở cửa từ lúc 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối hàng ngày, có sự quy tụ của hơn 50 gian hàng thuộc nhiều ngành hàng đến từ khắp các vùng miền trên cả nước, như hàng thời trang dệt may đến từ công ty Mai 10, sản phẩm kem của thương hiệu kem 35 Tràng Tiền, hàng nông lâm sản đến từ các tỉnh vùng Tây Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, các sản phẩm làng nghề như nước mắm Ba Làng đến từ Thanh Hóa, bánh trung thu đến từ các thương hiệu có tiếng, đồ ăn dân vật phẩm, đồ chơi phục vụ cho các cháu thiếu nhi, các sản phẩm hàng gia dụng, đồ mỹ nghệ. Ban tổ chức lễ Trung thu 2020 mong muốn chương trình sẽ là điểm tham dự hữu ích, đưa các em trở về với Trung thu truyền thống với những nét đẹp của dân tộc đã được lưu truyền và gìn giữ. Trung thu năm nay, các món đồ chơi truyền thống được bày bán trên phố hàng mã chiếm tỷ lệ áp đảo so với các loại đồ chơi khác. Một tín hiệu đáng mừng đối với các món đồ chơi truyền thống khi rất nhiều người ở phố hàng mã tìm mua các mặt hàng này trong dịp gần Tết Trung thu. Một số người kinh doanh tại phố hàng mã cho biết năm nay đồ chơi truyền thống được bán rất nhiều, đặc biệt là các loại đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ giấy, bồi tiêu thụ khá mạnh. Dù còn 10 ngày nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng tại khu chợ đồ chơi Trung thu của Hà Nội đã đông nghịt người đi mua sắm. Trung thu yêu thương giữa đại ngàn Trường Sơn, với mong muốn mang một cái Tết Trung thu thật đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em vùng biên giới hai đảo. Những ngày nay, các tổ chức cá nhân thiện nguyện đã cùng chung tay góp sức với các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu ý nghĩa và thiết thực cho các em nhỏ nơi biên giới tổ quốc. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ vượt gần 100 km về những cung đường gập ghềnh và uốn lượn, bao quanh là những dãy núi đá nhấp nhô được phủ màu xanh mát và những tán rừng già, đoàn thiện nguyện của hội thiện nguyện Từ Bi Hỷ Xã cũng đã đến được các em nhỏ là bà con người dân tộc Vu Quân Thiều ở xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong cái nắm tay nồng ấm, nghĩa tình đón đoàn thiện nguyện, đại quý Trần Thanh Nam, chính trị viên phó đồn biên phòng Làng Mô, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, đồn biên phòng Làng Mô đóng quân và phụ trách địa bàn xã Trường Sơn. Địa bàn có hai đường mòn qua biên giới, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Sông và sông Lân đại chảy qua. Nơi đây có địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, sông suối, và mùa mưa lũ, nhiều thôn, bản không đi lại được do bị ngập lụt. Toàn xã hiện có 15 thôn bản
dân số gần 1.190 hộ và hơn 4.970 nhân khẩu, trong đó có khoảng 60% dân số là người dân tộc Rưu Văn Kiều. Đây là một trong những xã miền núi nghèo nhất của huyện Quảng Ninh, với 56% hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên niềm vui ngày Tết Trung Thu có bánh, có đèn, ông sao và được phá cổ trong đêm trăng rằm trở thành niềm mơ ước của nhiều trẻ em ở vùng nơi. Thấu hiểu và chia sẻ của những khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi của trẻ em vùng gần núi xa xôi, đồn biên phòng Làng Mô, Hội Phụ Nữ xã Trường Sơn và Hội Thiện Nguyện Từ Bi thị xã cũng phối hợp mang không khí Tết Trung Thu đến và ngập tràn yêu thương đến với các em thiếu nhi trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Chị Nguyễn Thị Phương Trà, trưởng Hội Thiện Nguyện Từ Bi thị xã bày tỏ, so với các em ở vùng đồng bằng thành phố thì các em nhỏ ở nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn nhiều thiệt thòi và thiếu thốn. Vì thế, xuất phát từ tình yêu thương với các em, với tấm lòng của mình, chúng tôi đã kết nối, kêu gọi thêm những cá nhân, tổ chức, hảo tâm khác cùng chung tay chuẩn bị nhiều quà bánh, đèn ông sao và nhu yếu phẩm cần thiết đem lên tặng cho các em nhỏ và người dân ở xã Trường Sơn. Nhiều các em nhỏ và bà con vui sướng, phấn khởi khi được nhận quà và tham gia sôi nổi các hoạt động của chương trình. Chúng tôi rất hạnh phúc, đồng thời thấy bản thân cần làm nhiều việc có ích cho xã hội hơn nữa. Chị Trà cũng cho biết thêm, trong hành trình mang Tết Trung Thu đến với các trẻ em miền núi ở xã Trường Sơn, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 185 suất quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa, kẹo cho các em thiếu nhi, tặng 34 suất quà gồm gạo, mì tôm, các nhu yếu phẩm, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng và 45 bóng đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân, điểm trường, nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn. Chương trình còn mang đến cho các em thiếu nhi không gian ấm áp, ngập tràn tiếng cười với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian ngoài trời, đặc biệt tiết mục phá cổ Trung Thu với bánh kẹo, trái cây và đèn ông sao rực rỡ màu mùa thu, thu hút rất nhiều em nhỏ và người dân tham gia. Nụ cười ánh mắt của cả con trẻ và người lớn giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ lấp lánh, tràn đầy niềm hạnh phúc. Món quà Trung Thu mà đoàn thiện nguyện Hội Phụ Nữ xã Trường Sơn và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Làng Mô tuy đơn giản nhưng tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng đã mang đến cho nhiều niềm vui phấn khởi đến với nhiều em nhỏ ở vùng núi xa xôi. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.